Ai khiến số 7 gọi tên 7 sáng tạo tranh tài? Hệ thống tuyển dụng thông minh FPT Jobs, ứng dụng Zing trong dạy và học. Công cụ tự động hóa trend tài liệu tư vấn sản xuất. Chữ ký số FPT eSite Cloud. Nền tảng AKTrend. Ứng dụng Microsoft. Sản phẩm định tuyến nhà vận chuyển. Sử dụng hệ thống kênh tuyển dụng online khá lâu, tuy nhiên FPT Telecom chưa lưu trữ được dữ liệu, tối ưu hóa nguồn lực cũng như PR thương hiệu tuyển dụng. Từ đó, nhóm tác giả Lê Bích Ngọc, Lương Đức Nguyên và Nguyễn Thành Công thuộc bộ phận tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực đã xây dựng hệ thống tuyển dụng thông minh FPT Jobs, giúp thay đổi mô hình cũ bằng cách tạo ra những tiện ích mới nhờ ứng dụng công nghệ. FPT Jobs gồm website và app tuyển dụng, thực hiện các chức năng lưu trữ lịch sử hệ thống tin tuyển dụng, ứng tuyển, thi tuyển online, phỏng vấn online, kết hợp hệ thống sinh trắc vân tay. FPT Jobs giúp nhà cáo tăng tỷ lệ tiếp cận ứng viên trong năm 2019 lên gần 100.000 ứng viên, hơn 7.000 đăng ký tài khoản, trên 3.000 hồ sơ ứng tuyển trực tiếp, phân loại được theo các chỉ tiêu độ tuổi, giới tính, khối ngành. Mỗi năm nhân sự sàng lọc hơn 45.000 hồ sơ ứng viên, tổ chức gần 5.000 buổi phỏng vấn với gần 30.000 ứng viên được tham gia. Với FPT Jobs, hồ sơ ứng viên được tự động lưu lại, giảm thời gian nhập liệu hồ sơ và sàng lọc ứng viên, tiết kiệm gần 50% thời gian. Nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa 600 shop của FPT Retail mỗi ngày cao, chi phí vận chuyển lớn 30 tỷ đồng một năm. Với bài toán đó, Lê Bình Phương Lộc, Hoàng Xuân Thắng đã nghiên cứu phương pháp tối ưu chi phí bằng hình thức định tuyến nhà vận chuyển, giảm 10-15% chi phí công ty đang sử dụng. Theo đó, nhóm xây dựng công cụ ước tính cho từng nhà vận chuyển, tự động tính khối lượng cần vận chuyển, khoảng cách vận chuyển áp vào khung cước phí của các nhà cung cấp để gợi ý chọn đơn vị có chi phí thấp nhất. Với cách làm này, toàn bộ quy trình được tự động hóa từ lúc tạo bill cho nhà vận chuyển rẻ nhất, sau đó tự động gửi thông báo đến nhà vận chuyển đến nhận hàng. Nhờ hệ thống này, FPT Shop sẽ biết có bao nhiêu kiện hàng cần nhận vào giờ nào. Từ khi áp dụng, FPT Retail đã tiết kiệm được trung bình 350-400 triệu đồng một tháng, tương đương với 5,4 tỷ một năm. Năm học 2019-2020, Trung học phổ thông FPT bắt đầu sử dụng sách giáo khoa điện tử cho khối 10. Điều này tồn tại bất cập là học sinh có thể làm việc riêng trong giờ. Để giải quyết vấn đề, chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc, giáo viên lịch sử, đã ứng dụng Zing vào bài giảng và nghiên cứu giải pháp loại bỏ hạn chế mất định dạng khi đưa bài lên Zing. Zing là website miễn phí nhằm tăng tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. Ứng dụng có tính năng đồng bộ kết nối thuyết trình, có các công cụ đánh giá và xem được câu trả lời của học sinh trong thời gian thực. Zing giúp giáo viên lấy được feedback sau tiết dạy để điều chỉnh phù hợp với năng lực của học sinh, đồng thời quản lý học sinh thuận tiện hơn. Từ khi áp dụng thì học sinh chỉ cần tập trung vào máy tính cá nhân, khắc phục việc ngồi cuối lớp không nhìn rõ, theo kịp bài giảng và tự chủ động ôn bài tại nhà. Không chỉ lịch sử, Zing có thể dùng cho các bài giảng của nhiều môn học khác. Việc nhập tạo thủ công hàng nghìn mô tả biểu đồ của các dự án khiến cán bộ tư vấn mất khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ thiết kế sản phẩm. Do đó, chị Nguyễn Thị Thu Trang đã xây dựng một bộ công cụ tự động hóa gen tài liệu tư vấn sản xuất giúp rút ngắn thời gian xây dựng hồ sơ. Sản phẩm gồm hai công cụ, Gen UK và Gen biểu đồ hoạt động. Sau khi sử dụng sản phẩm, thời gian thiết kế sơ bộ giảm từ 1-2 tháng đến còn 1-2 tuần tùy quy mô dự án. Thời gian thiết kế thi công rút ngắn từ 2-3 tháng đến còn 1 tháng. Như vậy, thời gian hoàn thiện hồ sơ giảm trung bình từ 50-80%, tiết kiệm 88% chi phí nguồn lực và tăng 30-50% giá trị sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin từ tối đa 15 tỷ đồng lên khoảng 20-25 tỷ đồng. Xuất phát từ thực tế, số nhân viên nghỉ việc của FPT Software những năm gần đây tăng cao. Nhóm tác giả Lê Hoài Vân, Bùi Xuân Cảnh và các cộng sự đã xây dựng ứng dụng Microsoft. Microsoft tích hợp nhiều tính năng chỉ trong một ứng dụng di động. Người dùng là lãnh đạo, nhân viên, nhân sự mới và đối tượng ngoài FPT Software. Sản phẩm có các tính năng như tin tức, tra cứu thông tin phòng họp, hóa đơn, lịch trình xe bus, quy định, trò chơi tương tác, nhận dạng thông minh, v.v. Microsoft khiến việc khen thưởng nhân viên dễ dàng nhờ tính năng thưởng nóng bằng Gold mà không cần thông qua các quy trình phức tạp. Gold sẽ được quy đổi sang UTOP để sử dụng theo tỷ lệ 1 Gold bằng 1 UTOP bằng 1.000 đồng. Nhân sự mới truy cập Microsoft được đánh tag Newbie sẽ được đẩy lên mức ưu tiên cao, giúp nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc. Sau 6 tháng triển khai, ứng dụng có hơn 8.000 người dùng,
số gold được sử dụng giá trị tương đương gần 3 tỷ đồng. Hiện Microsoft có thể tải trên kho ứng dụng của Google và Apple. Nhằm đáp ứng nhu cầu duyệt và ký kết hợp đồng nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định pháp lý, các cán bộ khối ngân hàng nhà hệ thống và FPTSCA đã phối hợp sáng tạo giải pháp ký hợp đồng điện tử xác thực bởi chữ ký số FPT Insight Cloud. Đây là sản phẩm của nhóm tác giả bao gồm Lê Việt Cường, Nguyễn Tiến Long và Tào Tuấn Anh. FPT Insight Cloud là giải pháp chữ ký số điện tử cá nhân đầu tiên và duy nhất tính tới thời điểm này tại Việt Nam. Sản phẩm bao gồm 3 cấu phần: khởi tạo chữ ký số tự động CA, mã OTP SMS và thông tin định danh khách hàng KYC. Hệ thống hoạt động theo các bước: người dùng tạo chữ ký trên web portal, ngân hàng duyệt tự động khoản vay bằng KYC và trả lại hợp đồng hoàn chỉnh, khách ký hợp đồng bằng OTP và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và ký khoản vay từ ít nhất 1 ngày còn khoảng 10 đến 15 phút. Sau 6 tháng triển khai, FPT Insight Cloud đã được FE Credit, Home Credit, Easy Credit và OCB sử dụng. Với FE Credit, FPTIS đã ký hợp đồng với số lượng sử dụng dự kiến từ 1 đến 5 triệu chữ ký số hàng năm, mang về cho công ty từ 7 đến 32 tỷ đồng. Đầu năm 2018, thị trường toàn cầu bùng nổ khái niệm blockchain. Tuy nhiên, mọi người chỉ biết đến vai trò của blockchain là công cụ tạo tiền ảo. Nắm bắt vấn đề này, tác giả Trần Hoàng Giang và các cộng sự từ FSO, AKC, FPT Software đã đưa nền tảng AKChain đi vào hoạt động. Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ blockchain. Công nghệ này cho phép quản lý thông minh trên nhiều hệ thống bằng mã hóa, nhờ đó quy trình giữa các bộ phận được rút ngắn, minh bạch và tính bảo mật cao. Với mỗi doanh nghiệp, đội ngũ phát triển AKChain sẽ tư vấn riêng, sau đó tiến hành thiết lập và triển khai cho khách hàng. Thời gian triển khai hệ thống kéo dài 1 tháng, trong khi với hệ thống thường là từ 3 đến 6 tháng. Hiện tại, hệ thống thanh toán từ AKChain có khả năng hỗ trợ từ 500 giao dịch một giây, tương đương hệ thống giao dịch thẻ Visa Credit Card. Đối với những đơn vị đặc thù, AKChain cung cấp mẫu gồm Healthcare, Loyalty, Tokens để có thể dùng luôn hoặc điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp. Sau gần 2 năm hoạt động, AKChain đã có khách hàng lớn như Bảo Việt, AIA, Cathay. Hiện tại, sản phẩm đã có doanh thu trên 20 tỷ đồng license.